Ok xin chào anh em nha Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip thực tế tại đồng Để test cho anh em xem cái mẫu giò gà đồng Bên mình thử nó có thực sự nhạy khi đi đánh thực tế hay không anh em ha Thì cái mẫu giò gà đồng này thì là cái mẫu giò mà mình đang cung cấp cho anh em đây Thì nói chung là những anh em nào đã lấy hàng bên mình Thì sẽ biết được chất lượng của cái mẫu giò này như thế nào anh em ha Và hôm nay mình cũng sẽ test luôn cái mẫu mồi giả mồi, Mẫu mồi giả bên mình thử khi mà đi đánh nó có hiệu quả hay là không anh em ha cái mẫu mồi giả bên mình thì nó rất là đẹp Mồi này là mồi bơm keo anh em ha. Rất là mượt, rất là đẹp luôn anh em. Gọi là hàng bao chuẩn luôn anh em. Và hôm nay mình cũng sẽ test luôn cho anh em một cái mẫu lo Q92 thử cái âm thanh nó phát ra đi đánh có hiệu quả hay không. Cái mẫu lo này là mẫu lo Q92 anh em ha. mẫu lo Q92 này là cái mẫu lo này là hiện tại là anh em sử dụng rất là nhiều và riêng về cái cái lo này này, cái lo mà hiện tại mình đem đi đánh này, cái lo này mình đã sử dụng rất là lâu rồi. Cái lo này là mình sử dụng chắc phải tầm 4 năm rồi nó cái độ bền nó rất, nó rất là cao và cái 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 độ pin của nó cũng rất là tốt anh em ha và điều khiển từ xa thì nó rất là ok đó. thì nói chung là cái mẫu lâu -E 92 này là mình bên mình đang cung cấp cho anh em ha rồi, hôm nay mình sẽ test thử cái âm thanh của nó ra nó có chuẩn hay là không đi đánh nó có hiệu quả hay không anh em ha nói chung thì uh, trăm nghe không bằng một thấy thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip thực tế luôn cho anh em uh, trải nghiệm ha rồi anh em nào có nhu cầu uh, mua uh, giò gà đông này rồi môi giả hoặc là lo điều khiển thì anh em cứ alo số điện thoại trên màn hình để mua hàng anh em ha nói chung là bên mình cũng có bán luôn cả combo đầy đủ như thế này anh em ha rồi ok let's go quá là tuyệt vời luôn anh em ha nói chung là cái keo này nó khá là nhanh con bổ này rất là sung luôn á con bổ này nó tới nó về nó kè con mùi giá rất là đẹp anh em ơi nó đi phải gọi là rất là phê luôn rồi anh em nào thấy cái mẫu giò cúm nấm bên mình nó nhạy ok thì cứ alo cho mình để mua hàng ha thì số điện thoại mình có đợi trên màn hình rồi anh em nhớ nhớ đăng ký kênh để theo dõi những clip tiếp theo nha rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo